Hello, oh, chào các bạn. Rồi, hôm nay tôi tiếp tục sẽ làm cái phần về check out, tức là thanh toán bằng Paypal các bạn ha. Thì uh, đầu tiên các bạn, rồi, thì các bạn phải có cái tài khoản về Paypal được chứ ha. Các bạn sẽ đăng ký, thì cái bước đăng ký nó cũng tương đối, bi hiện dây thì cũng đã đăng ký dễ rồi. Sau đó bước tiếp theo thì các bạn vào developer.paypal.com ha. Yeah. Được chưa nè, developer.paypal.com, dùm uh, tôi một cái để các bạn login bằng cái tài khoản của các bạn ha thì ở đây tôi đã chuẩn bị cái tài khoản của mình rồi chuyện tiếp theo thì các bạn muốn tích hợp vô cái trang web của mình thì trong cái một là app và thì các bạn nhớ tạo ra một cái app mới ha dạ tạo ra một cái app mới cho mình thì ở đây tôi cũng đã tạo một số cái app ha rồi tôi ví dụ như là tôi muốn tạo mới một cái, cái app ví dụ như thì các bạn sẽ app name của tôi đây là à xin lỗi à, các bạn để ý dùm tôi một cái khi mà tạo app thì thường một cái app này nó sẽ Map với một cái tài khoản nha yeah. thì các bạn nên tạo mới một cái tài khoản trước ở trong một là testing tool cái thứ một là sandbox cao để các bạn nghe nói cái chữ sandbox tức là cái tài khoản à, giả đúng không ạ à? tài khoản dùng tự demo thì có rất nhiều cái mà mình hay dùng chữ sandbox ha các hệ thống thanh toán của mình phải sandbox trước cái đã à. rồi thì thực ra thì trước đây cái này tôi tạo lâu lắm rồi đây thì các bạn có thể mình chọn được cái 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 tên nó thoải mái nhưng hiện nay thì các bạn sẽ chọn cái tên không không được ha thì khi các bạn tạo nó có sẽ hai cái hai loại tài khoản ha For example ta sẽ có tài khoản người người mua tức là personal buyer này đây hoặc là các bạn có thể tạo tài khoản người bán nha thì tại sao ta phải làm cái này trước tự vì khi mình tạo cái app mình sẽ gắn với một tài khoản người bán nào đó cụ thể ha à, ví dụ tôi 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 tạo cái tài khoản người bán là business đây ha mờ là cao của tôi đây ha thôi thì quốc gia chọn đại mỹ cho nó vui dạ yeah. ừ rồi thì hiện nay á các bạn thấy rất là rõ là ta sẽ không có được quyền chọn lựa ha không có được quyền chọn lựa nữa thì các bạn sẽ gắn cái thông tin vô thôi thì đây là tài khoản cái business của tôi ha thì anh chị em mình cũng có thể mình sẽ à, sử dụng cái business, tài khoản business này để mình làm ha thì hiện nay á nó không có cho các bạn nó không có cho các bạn sửa chữa đâu các à, cái thông tin hiện nay nó không có cho các bạn sửa chữa nó khổ đời vậy ha đấy thì thường các bạn sẽ à, gắn với thành này thì các bạn ứng với một cái tài khoản dạng business này ha thì các bạn sẽ à, phải là tạo uh, với một cái app để tương ứng với nó ha thì tôi cũng tạo một cái app luôn đây à, app name của tôi là uh, Hack shop đi ha, dạ, ừ. yeah. ok và tương ứng của tôi là cái tài khoản của tôi đây này ha thấy rất là rõ ha đây là tài khoản của mình ha uh, shop từ tôi, tôi đang đứng ngay trong cái tài khoản đó rồi thì nó rất là dễ rồi ha thì các bạn sẽ à, sẽ bấm dùm tôi cái rea cái app dùm tôi một cái ha, dạ yeah. thì các anh chị em mình sẽ lấy một số cái thông tin ở trên này à, đây là cái điều kiện đầu tiên nha đây thì các bạn sẽ có được đây có được cái thông tin app series key ha ứng với tài khoản này nó sẽ có với à, cái app nào vân vân thì các bạn sẽ tự động các bạn sẽ sẽ lấy ha oh yeah. rồi à, quay trở lại thì hiện nay các bạn có điều kiện các bạn sẽ à, vô cái mục đầu tiên là à, đây nè À, developerbabel.com ha tôi qua bên này để cho nó không có đăng nhập thì coi như là ai cũng có được ha thì các bạn muốn xem cái document về check out tức là cái thanh toán các bạn bấm vào một check out À, được không à? thì cây các bạn có ba cái cách để mà Interray tức là tích hợp cái à, thanh toán ha. đấy thì các bạn à, cứ đọc sơ qua một số cái. thì hiện nay nó chỉ có hai cái thôi các bạn để các bạn có cái sụt cốt mình tham khảo. còn mình muốn xài cái phần về dotnet, à, csap nhà mình đó, thì mình phải chế chế một chút xíu. và hôm nay tôi chế theo cái kiểu mà à, đó là dùng javascript ha, dùng javascript các bạn ha. thì các bạn có thể mình dùng cái javascript sdk ha. thì đây javascript sdk được không ạ? À? Thì đối với phần SDK của mình á, thì đầu tiên thì các bạn sẽ phải làm cái gì? À, mình sẽ khai báo. Dạ, yeah, tôi cũng nói luôn là ta có hai cái hướng như hồi nãy tôi có nói cái check out của mình nó có hai hướng là SDK hoặc là dùng cái à, API ha dùng cái api thì tôi sẽ kết hợp cả hai tại vì tôi không có dùng viết dạng node cs hoặc là các ứng dụng ờ uh, framework để mình tích hợp ha mà mình sẽ cố gắng tôi sẽ dùng cả hai để như vậy để anh chị em mình có thể mình xài cái Fontain bình thường thôi không cần phải các cái Fontaine framework các bạn gõ vô ha đây, thì tôi nói sơ một tí xíu ha. Khi mà tôi chọn cái JavaScript SDK thì các bạn thấy rất là rõ. Ừ. Đầu tiên bạn bạn ơi cài giùm tôi cái gì? À, khi mà xài vô thì các bạn phải nhúng giùm tôi một cái client ID. Tức là nãy mình tạo cái app á thì nó sẽ có cái client ID ha thì mình sẽ mình sẽ sử dụng nó để mình làm ha. Rồi, thấy không à các bạn? Như nãy tôi có nói đó, JavaScript SDK. Đây các bạn thấy không à Đấy nó viết toàn là Node JS hoặc là các bạn có thể nhúng vô ha thì đây nó có cái framework sẵn có nhưng mà tôi tôi các bạn không có xài nó cũng không có xài cái uh, ví dụ như React JS thì vân vân thì tôi không có quan tâm cái khúc này lắm nó vui hay ha rồi uh, thì các bạn sẽ có phải ngay cái phần về complete ha thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ uh, có quyền được custom cái custom để mình 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 chọn ha thì đây là cái cấu trúc chung của mình thì tí xíu tôi các bạn sẽ apply vô ha à, tôi các bạn sẽ apply vô rồi à, uh, bởi vì những cái lúc mà gọi đi gọi xuống gì đó vân vân tôi nói vui như vậy à, thì các bạn có thể bấm rest api như nãy tôi có nói tôi kết hợp cả hai cái thằng này thì rest api này các bạn ha thì đầu tiên các bạn sẽ phải làm gì mình phải authent chứ để ha phải get token tức là phải xác thực cái tài khoản của mình à, đúng không ạ là thành công ha ấy à, thì ở đây mình truyền lên cái gì à, mình sẽ gọi cái api à, tới cái ví dụ sandbox thì nó có chỗ này sandbox ha authorize token client id ha và nó sẽ trả về cho mình các cái thông số 1 2 3 4 5 ha thì tôi sẽ phải định nghĩa ra những cái thuộc tính tương ứng với những thông số này để mình đặt cho nó dễ các bạn ha. Rồi, ok, tôi sẽ bắt lại cái dự án ha, rồi tôi sẽ quay trở lại tôi giải thích cho các bạn. Rồi. Yeah. Ở trên cái trang à, ở trên cái trang docs này tôi cũng có mới nốt được một chút xíu rồi các bạn. Trong cái phần về thanh toán PayPal tôi có ghi rõ là GS ha. Thì nãy giờ tôi có nói các bạn là chuẩn bị đăng ký cái tài khoản PayPal. Đó, rồi sau đó sau khi đó vào cái trang là developer .bible.com tạo mới một cái app ha à, thực sự á, à, thực sự thì các bạn vào cái trang này trước ha, à, rồi sau đó làm cái gì à, các bạn sẽ phải tạo cái tài khoản trước ha, à, à, tạo cái tài khoản trước để mình demo, rồi, à, sau đó mình sẽ tạo mới cái app ha à, mình sẽ có cái bước này như vậy ha rồi, à, sau đó ta sẽ tạo mới một cái app, thì có thể đứng ngay trong ha à, tạo mới cái app ở mục này ha, hoặc à đứng ngay trong ha nhóm giờ nãy tôi các bạn đứng ngay trong luôn à, ngay trong tài khoản business nha tài khoản à, dạng là à, business để mà để tạo luôn ha rồi được chưa sau đó thì các bạn sẽ à, những cái thông số về app id app series khi này mình sẽ add vào rồi check các bạn ha rồi còn những cái thằng này thì tôi có có nói các bạn ha thì mình đã làm hoàn thành được cái bước này rồi nếu mà đẹp nếu mà uh, xin uh, gì đó thì các bạn sẽ Gắn thêm các cái thông số này bạn vô ha App ID, App Series Key vào project của mình Mà biết rồi Vào project thì các bạn phải config Mà config thì các bạn sẽ phải nghĩ ngay tới cái việc là uh, Vô cái trong phần app setting ha Thì các bạn sẽ config Ví dụ như chỗ này à, Tôi sẽ config ví dụ như là babel Option đúng không ạ babel Option uh, Tôi ví dụ thôi chứ giờ mình Muốn đặt tên gì thì chuyện của mình mà Rồi Thì nó sẽ có một cái là App ID ha rồi à, tôi sẽ có một cái là à, app series ha à, app series ha rồi và đương nhiên thì mình sẽ cũng có một cái môi trường môi trường của mình tức là ở đây thì ta đa số là môi trường là dạng à, sandbox ha đến chi vậy để mai mốt mình sẽ mình sẽ đổi môi trường dạng production vân vân rồi app id là app series ở đâu ra uhm, đây các bạn đây đây là cái app này cái client id này nè đó tôi sẽ copy ha thì tôi sẽ để ha thì lưu ý là đây là cái chuỗi do đó là khi mà tôi đẩy lên trên cái git à, thì tôi sẽ remove cái thằng này ha các bạn sử dụng đúng cái của bạn rồi app series key đây ha copy vô giùm tôi một cái và tôi sẽ để ngay chỗ này rồi ok ha thì, thì tôi đã có được cái thành phần cái thông số chuyện thứ hai để giúp cho cái việc về out ten thoa cho nó dễ dàng thì tôi sẽ tạo ra một cái mô đồ à, hoặc là tôi đã tạo ra một cái header đi chẳng hạn ha hoặc là các bạn nói ừ gì vậy cái đó chắc là sơ ừ thôi thì tự tạo ra một cái sơ chuyện nói chuyện dễ lắm các bạn có thể tạo ra một cái sơ việc cũng được nha rồi thôi thì tôi tạo trong thư mục helper đây chung cũng được nha để đáng lý các bạn bỏ trong sơ rồi tôi sẽ đặt cái tên cái phần của mình đó là babel client ha à, tạo một cái class là babel client Client để làm ba nhiệm vụ để xác thực cái 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 app ID và app series khi có đúng không và chuyện thứ hai nữa là các bạn sẽ uh, gọi là thực hiện cái thành vật là tạo đơn hàng và thanh toán ha và cái lớp này sẽ không có xong cho không cho kế thừa các bạn vô sẽ lý vô ha À, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho các bạn một số cái thành phần này các bạn nha. Đấy thì đây ứng với ba thông số như giống như hồi nãy nè, cái client ID hoặc là app ID gì đây thì tùy mục đích các bạn bỏ vô thôi không sao hết ha. À, thì các bạn sẽ lấy cái thông số ở bên trong được không ạ? À? Và đây là cái hàm tạo, rồi tôi sẽ copy và tôi sẽ giải thích rõ cụ thể cho mình ha. À ô oh dạ. Yeah. Yeah. chị em mình copy cẩn thận Tứ xíu ha. Rồi mình đã làm cái phần này rồi. ô oh dạ. Yeah thì uh, tôi sẽ copy uh, rồi tôi sẽ uh, hỗ trợ thêm cho các bạn ha chứ cái này dài quá mình ngồi đó gõ lại lại mất công thì uh, trong cái lớp này đây là có ba cái tham số này nó để nó mát với trong cái phần về app setting các bạn lấy ra nè dạ oh yeah, tự nhiên cái hồi nãy ông nào là mất cái tụi... tôi à đây tự do mình ha rồi tương ứng với này ha trong cái phần app setting các bạn sẽ lấy thằng này ha app id app series hoặc là uh, đó thì các bạn sẽ sẽ đọc cái thông số nó ra ha À, chuyện thứ hai à, đây thì cái hàm tạo à cái base URL tức là cái trang mà để xác thực á đã thì hồi nãy các bạn cũng để ý để ý ở đâu à, à authorize đã mất tiêu rồi à, trong cái phần về API nè à, API ha authorize ha các bạn thấy nè đây à, dùng đã API trừ m um, sandbox babel com ha à, V1 Outen 2 Token thì các bạn sẽ thấy đây đúng không ạ? Đó. À, thì các bạn đây là cái địa chỉ chung ha. Còn nếu mà cái 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 mốt của mình là like à, tức là production thì các bạn sẽ đẩy lên hai rồi thì đây là hàm tạo để truyền vô ba tham số cái bước authorize đây các bạn thì nó nôn na đây như hồi nãy tôi mới nói xong thì mình sẽ làm cái gì Ê, tôi sẽ gọi tới điều chỉ này theo cái hình thức là là bot ha method của tôi là bot cái header của tôi là phải có cái phần về authentication thì đây là cái authentication của mình lấy cái series key và cái client id ha đó thì có cái series key và cái layer này đi ha đây nó có nó ghi rõ của mình dạng 2 chấm in b số tư nè đấy nó viết chung chung như vậy ha đó, thì các bạn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho các bạn cho cái phần về bay số tư mình chuyển vô có dấu hai chấm đàng hoàng nè ha dạ yeah. rồi được chưa nè à, sau đó mình sẽ gọi à, copy vô mình chưa có chèn thư diện ha Vậy các bạn thấy ha, thì ta sẽ gọi tới cái địa chỉ rồi Và khi mà kết quả trả về, tôi sẽ đọc cái chuỗi và tôi sẽ bạc sơ nó ra ha bạc ra system.net rồi được chưa nè Đây thì cái chuỗi của mình nó sẽ có cái lớp nha các bạn ha Đây cái chuỗi của mình là autorize response này đây F12 xuống ha là access token rồi nên gì đây nè có đầy đủ ha các bạn coi đây ha đây không phải tôi vị ở đâu ha thì tôi đã chuẩn bị các bạn cái lớp rồi cho nó dễ ha trong cái cái file Word mà tôi gửi kèm đấy thì mình đã lấy được cái 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 resort mà nó sẽ trả về cho mình cái chỗ này rồi ha À, chuyện thứ hai thì ta sẽ tạo cái đơn hàng thì tạo cái đơn hàng thì tôi sẽ truyền vô ha à, đơn vị tiền tệ cái mã tham chiếu và cái giá trị ha đấy thì cái giá trị cái giá trị đương nhiên à, nói là Ô, 100 một trăm đô 200 đô gì đó tôi đâu có biết nhưng mà khi mà tôi xài thì các bạn chỉ là trả cho tôi con số chứ còn mấy trăm đô đó nó là chữ gì đó kệ bạn ha à, tôi nói vui như vậy vậy thì cái tham số truyền vào ở đây chính là cái value ha đấy thì uh, thứ nhất là mình sẽ authorize ở trên tạo cái order ha rồi uh, các cái đơn vị tiền tệ ha thì thực ra cái order này ở đâu ra dạ, ở đâu ra mà tôi có chuẩn bị sẵn thì các bạn có thể cái trong cái phần về api uh, cái order nó mất tiêu rồi đây tạo cái order ha create order này thì các bạn có thể mình vào trong này cũng được ha thì người ta đã cung cấp cho mình cái api sau khi video này rồi thì tôi có thể tôi có làm một cái video khác tức là mình sẽ gọi cái thư viện babel cái gọi là cái cái nuggets babel sẵn có ở trong .NET ha cái này thì tôi muốn cho các bạn là tôi kết hợp cả về javascript và uh, kết hợp và mình gọi cái api ha chứ tôi không có xài cái thư viện được chưa nè thì đó là một số cái cái thông tin ha à, thì đây à, trong cái phần về check uh, out order ha thì các bạn đây check out order này nha đây thì tôi có gửi một số cái thông tin à, thì ở mail của mình có gì currency value gì đây thì nó cũng có các cái đây ở mail của tôi đây ha nó có reference id lúc mà lấy xong thì nó trả về một outend xong nó trả về một cái reference id ha thì các bạn sẽ truyền vô cái, cái 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 về currency code và value các bạn ha thì ở đây mình cũng đã chuẩn bị này currency code và value này ha và cái lớp này là hồi nãy tôi các bạn có định nghĩa phía dưới ha rồi xong rồi thì trả về cho cái response thì uh, sau khi tạo cái này xong thì nó sẽ trả về cho mình cái cái React response ha thì các bạn để ý gồm id Status và các cái link yeah, Status để cho mình biết ha thì mình, các bạn anh chị em mình kéo xuống uh, ở dưới và uh, mình sẽ thấy rõ ha tự nhiên cái trang của tôi nó treo rồi ok thì tôi giải thích sơ sơ cho các bạn như vậy ha rồi uh, get go uh, à uh, còn một cái chuyện nữa thì các bạn có thể mình coi trực tiếp ha thì khi mà tạo mới tạo cái đơn hàng mới làm một chút thôi à, tạo đơn hàng mới làm một chút thôi chứ cũng chưa có đầy đủ đâu các bạn à, chưa có đầy đủ đâu mình sẽ còn uh, một việc nữa đó là mình sẽ lưu vô thì cái thao tác là capture order thì mình mới lưu vô ha thì lưu vô cái capture của đó ha thì trong cái phần về capture order này thì mình sẽ chạy về sao đâu rồi nhà anh chị em mình có thể mình quay trở lại cái trang check out hôm trước ha à, một tí xíu nhắc lại anh chị em mình làm đẹp sau cho tôi tôi làm xấu lắm anh chị em mình là uh, chỉnh sửa gì đó nó đẹp sau siêu đẹp luôn ha rồi thì uh, mình đã có cái trang check out này rồi để tôi ngắm tôi nghĩ tôi bỏ thêm vô một cái poster ha Anh à, này là cái đặt hàng bình thường đúng không ạ à? rồi mình muốn mình đặt cái chỗ nào cũng được không ai cấm bạn hết ha à, rồi uh, Ok thì mình sẽ đặt một cái custom vô để cho cái trang check out của mình nó chạy à, chạy ổn ha. Check out đi ha. Rồi, à, bấm JavaScript ha. Cái trình duyệt của tôi Chrome nó bị treo. Thì đầu tiên các bạn muốn mà muốn nhúng, nhúng vô vô cái nút á thì các bạn phải chèn vô cái này giùm ha. Mình muốn chèn xuống client, cái này là chèn xuống client đúng không ạ? Mình sẽ chèn. Dạ. Yeah. Thì tôi sẽ chèn ở đâu? Uhm, anh chị em mình sẽ chèn xuống trong cái mục là script của mình đây nè ha. Ok. Rồi, thì anh chị em mình sẽ chèn ô oh, cái Lion id ở đâu mình sẽ truyền ở đâu ra thì anh chị em mình phải phải làm gì và ở trong cái cạc controller này trong cái lớp là check out đúng không ạ cái lúc check out mà mình đã gửi qua này lúc check out mà dạng ghét á đấy anh chị em mình phải làm gì phải truyền qua à, anh chị em phải truyền qua ví dụ như tôi dùng cái view bag, dạ à, tôi dùng cái view bag và tôi sẽ truyền vô cái hồi à, nãy mình gửi qua cái gì vậy dạ à, đại khái là cái Lion id đi à, à gọi là App client ID gì đó tùy tùy mỗi người ha. À, vậy thì mình sẽ phải đọc và đổ ra nha Đọc và đổ ra các cái cái, cái thông tin à, rồi. À, Babel client ID ha. Rồi bằng cái gì? À, bằng cái gì? Cái đó mới là quan trọng. Babel client ID ha. Rồi tôi sẽ truyền qua. Ở tham số này ở đâu? Mình sẽ đọc từ cái chuỗi kết nối trong cái trong app setting đúng không ạ? À? Rồi. A còng chỗ này ha để cho nó truyền qua sẽ xử lý ha à, mình sẽ xử lý giùm tôi một tí xíu là mình sẽ đăng ký tự nhiên mình thực hiện có một lần à, à tôi sẽ đăng ký dạng singleton gà yeah. yeah. đăng ký dạng singleton ha tức là mở cái phần về program.cs tôi sẽ đăng ký cái bay paypal uh, client dạng singleton ha Singleton là gì thì anh chị em mình coi cái dc button về singleton ha tức là chỉ có một cái instant à, duy nhất ha à, duy nhất à, trong toàn ứng dụng à, trong toàn ứng dụng của mình ha rồi thì đăng ký làm sao thì các bạn sẽ à, cần cái gì thì các bạn sẽ có một cái đăng ký thôi mà builder chấm service à, các bạn sẽ s singleton ha và trong này tôi sẽ định nghĩa giùm tôi cái là new mới gồm cái một cái là bộ client ha payable client mà trong cái payable client này nó có mấy tham số kìa có bốn cái tham số ok rồi vậy thì tôi sẽ phải truyền gì bốn cái tham số bạn ha thì tham số này làm ở đâu ra dạ yeah. tham số này làm ở đâu ra tham số đầu tiên là cái gì thì các bạn sẽ là client id thì các bạn sẽ lấy từ đâu à thì các bạn có cái phần về configuration nó mất tiêu rồi Ừ, giống cái chuỗi kết nối này các bạn. Đây, builder.configuration ha. Dạ. Yeah. builder.configuration ha. Và tôi sẽ điền vô cái khi Rồi. 1 2 3 ha, ba đứa thôi. Rồi, cái để tham số đầu tiên là client ID. Client ID thì mình lấy từ app setting, nó chính là app ID của tôi ha. Rồi, vậy thì tôi sẽ truyền vô cái app ID. Truyền thứ hai, tham số thứ hai cũng string luôn, client Series ha cái là series của tôi là tôi là app series ha à. à tôi nhầm xin lỗi các bạn mình phải điền cho nó đúng đúng từ cha vô con tức là mình phải làm là uh, về phần này hai chấm ha anh chị em ha rồi hai chấm ha đây đó lại cách mà để đọc ha và hai chấm dùng cái thuộc tính là là mốt ha rồi được chưa nè rồi vậy thì tôi các bạn đã đã xong rồi ha à, à, đẹp để xinh tươi rồi đây thì các bạn sẽ sẽ có nha rồi. Yeah. Um. Apply luôn. Ok luôn. À. Rồi, đó là tôi đã đăng ký được cái phần này rồi. Và để mình xài. Đúng không? Mình đăng ký một lần cái mình xài. ha à. à. Vậy thì muốn xài ở đâu? Mình muốn xài ở trong cái phần về card provider. Thì tôi chỉ cần inject nó do thôi. Mình đã đăng ký rồi. Thì tôi sẽ inject cho các bạn. ha à, Inject cho một tí xíu là mình xài liền. Chứ giờ mình, mình xài cái gì? ha, à, thì tôi đáng lý là mình sẽ, tôi tôi không cần cái interface ha nhưng cần đáng à, mình có bạn mình sẽ xài cái interface tính sau ha rồi bay mình client ha à, bằng bay mình client rồi anh chị em mình internet enter enter uh, reach only dài yeah, thế là xong có được cái bay mình à, check out ha đây là check out thì các bạn thấy nè mình gạch dưới ha bay mình client à, rồi cho client ID ha rồi được chưa thì tôi đã gửi được cái client ID qua được rồi anh chị em ha rồi vậy là được rồi là ổn rồi bây giờ thì mình quay trở lại cái chỗ nào à cái chỗ mà mình sẽ tính toán dùm cho tôi một tí xíu là cái view cái view của mình mình hiển thị ra nè thì mình sẽ chèn vô một cái nút các bạn ha chứ giờ không có mà không có làm sao xài ha thì mình chèn vô một cái nút thì các bạn đi kiếm chỗ mình lựa chọn cái chỗ cái nút nào đó để mình 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 chèn nha ừ ok à, mình rõ được cái thông tin rồi ha rồi à, ở trong cái cửa sổ này có cái nào có cái nút không bay mình query bay mình comlit này à, các bạn bấm qua trên này nó có cái chỗ mà có cái nút đây à, chèn cái này rồi ha cái, cái nút đâu rồi cái nút À, chưa có cái nút gì hết à. ở này anh viết nó hơi uh, đây đây các bạn đây nó viết phổ, phổ quát nè các bạn sẽ truyền một vị trí một cái nút ha thì các bạn có thể mình truyền vô cái uh, kích thước rồi uh, bao nhiêu gì đây là tùy ha đây là cái hiển thị cái nút ha rồi à, uh, oh yeah. tùy thử ha tôi thử các bạn rồi tí xíu mình sẽ canh chỉnh sau ví dụ như hồi nãy là cái nút đặt hàng hoặc là tôi sẽ định nghĩa thêm như hôm trước nè mình nhét vô cũng ở dưới đó một thêm cái nút bay bồ ha thì anh chị em mình cũng có thể mình mình uh, thử ra thử cái vị trí cái nút như thế nào ha chứ còn đặt hàng mình chưa đặt đâu nha yeah. Giờ dạ, anh chị em mình thêm thử vô một cái hàng hóa đi ha. Rồi mình demo thôi. À, check out, bắt mình đăng nhập đúng không ạ? Đúng kịch bản rồi à. ạ. Dạ. Rồi, à, tôi sẽ đăng nhập ha. Bắt đăng nhập được rồi thì anh chị em mình phải đăng nhập ha. Rồi, ok. Dạ. Cái nút check out đâu rồi? Dạ, có vẻ như nó chạy bị uh, chặt ở đâu đó à, có cái ông cái nút đó vô cái nó hơi chặt hả F12 coi thử có À. không sao các bạn cái này nói để vô thôi nếu chưa có gì hết mình chưa gắn cái CDS quên à, anh chị em mình gắn Giùm tôi cái CDS tí xíu ha có cái đoạn script này à, ta có cái babel này các bạn sẽ render Giùm tôi cái phần này ha à, các bạn mạnh dạng các bạn bỏ vô giùm tôi cái ha mình đã, đã có trong script mình phải phải gắn vô một tí xíu rồi đã ừ, chưa gắn mà đòi hiển thị rồi một tí xíu ha thì à, ví dụ như hồi nãy mình đã để trên này rồi thì anh chị em mình mới chèn vô đó rồi đúng không ạ cái này một cái script tôi vẫn nằm trong cái script này ha thì uh, cái này nó viết thường cho đó là tôi sẽ xem lại một tí ha Babel Bottom cái này ID chắc là đúng rồi ha đó, đúng cái ID đó rồi uh, OK để mình xem ha anh uh, chị mình xem thử đó nó có cái nút Babel này các bạn ha hãy có nhúng vô cái Babel này ha thì uh, có thể là CSS nó hơi uh, quá đà thì các bạn sẽ chỉnh sửa sao cho nó đẹp ha thì uh, cái chuỗi này ha thì các bạn cũng có thể mình bỏ ra cái thể thì cái thấy form bự này cũng ngoài ồ oh, có nhiều cái form vậy à, anh chị em mình coi thử coi thử có thể form à có thể form check out à cái trang của mình nó có vẻ như nhầm ha mình muốn check out cái vô nút nào ha à, muốn có thể cho check out muốn thấy bự ở ngoài thì mình mình bỏ bớt ha à, chứ không là đó thì mình mua ra ngoài ha thoải mái à, thì mình mua ra ngoài à, action check out rồi đây ha không biết lý do gì mà nó ra được hai cái thẻ form check out ha thì tôi sẽ bỏ bớt cái chỗ chỗ này à, rồi không sao hết mình bỏ sao cho nó hợp lý ha ừ. dài control kd ha đấy rồi. À, tiếp theo anh chị em ơi thì hãy tôi có uh, có làm tới cái phần về JavaScript rồi ha thì ta có cái phần về style này rồi các bạn ha thì các style này mình muốn uh, kiểu gì đó thì tùy mỗi người ha thì các bạn có thể mình format vô trong cái trang này trong này nó có rất nhiều style uh, style của tôi uh, ví dụ của tôi là cái color của tôi nó màu gì bồ của tôi màu gì ha thì cái ở trong này nó sẽ có hiển thị cho mình nhiều lắm nha uh, yeah thì quan trọng nhất của mình đó là ta sẽ có hai cái phương thức reorder và à, kéo xuống dưới cùng đi cho nó lẹ ha kéo xuống dưới cùng là nó có đầy đủ hết đó các bạn ha à, bottom này reorder này và cái 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 phần này ha này reorder và cái phần này okay. rồi tôi sẽ chọn hai cái thuộc tính ha reorder với onapru hai các bạn ha và yeah, để tạo cái order và approve thôi những thứ khác thì các bạn có thể mình sẽ xử lý sau ha rồi thì tôi sẽ có cái style đây ha và tôi sẽ gắn thêm vô hai cái re order và approve ha rồi à, thì các bạn sẽ phải làm ha còn cái style thì các bạn nhiều lắm thì uh, disable mark with bằng chu uh, thì cái này các bạn muốn gắn thêm cái gì đó ví dụ như uh, kho l gì đây thì nó có màu sắc gì đó ha thì các bạn sẽ sợt vô uh, silver chẳng hạn ha rồi ví dụ như là layout của mình nó có vertical hoặc là horizontal ha uh, vertical vân vân thì cái này các bạn tự gắn vô ha rồi ừ. thì các bạn có một số cái thì ở đây làm cái gì cái function này nó sẽ tạo ha à, tôi sẽ gọi cái phương thức ở trên uh, ở trên cái 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 cái, cái uh, controller nha tôi sẽ gọi cái phương thức ở trên controller vậy trên controller tôi sẽ phải có một cái phương thức nha là cái phương thức create order ok tôi sẽ tạo ha thì tôi chỉnh trước các bạn thì ở đây mình sẽ dùng là fast dùm tôi ha thì uh, anh chị em mình có quyền mình tách riêng ra cái 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 cái, sản phẩm ha à, ví dụ tôi vẫn là dùng trong cà ha và tôi sẽ gọi là um, um, re order đi ha Reable order rồi để vậy luôn cũng được ha. Method của tôi là bot đúng rồi. Cái Header thì mình tôi cũng không chuyển gì lên ha. thì những cái thông số này tôi đẩy từ tôi chỉ gọi thôi và à, không có chuyện gì lên hết bởi vì mình đã có trong session rồi nha. rồi tôi chỉ gọi cái phần như vậy ha. rồi thì ở đây nếu mà nó phát xong rồi, à, nó phát trên xong rồi nó làm gì vậy giờ? phát là mới gọi lên trên ha, gọi lên trên giúp tôi một cái. thì của mình nó sẽ trả về đúng không ạ? phát xong thì các bạn sẽ có đen thì cái đen đầu tiên của mình tức là cái phần về respond ha cái respond trả về respond trả về cho tôi dạ thì trong cái phần respond này tôi sẽ định nghĩa ra một cái method khác để mà mình xử lý cái thằng trả về ha đó, định nghĩ ra cái method để mình xử lý cái ông trả về thì ở trong ở về này tôi sẽ bởi vì á, ông này ông rất là nhiều chuyện nó có sẽ có hai ba cái trường hợp xảy xảy ra ha thì nếu mà trường hợp của tôi cái phần về. Uh, response của mình mà nó ok bằng phone nha. Uh, Tự vì uh, cái phần ok ha, nó có status và hết đời nha. Thì tí, tí xíu mình sẽ thấy rõ các cái lớp thôi. Nếu ok bằng phone thì ta sẽ làm cái gì? thì tôi sẽ return về um, response rồi uh, chấm uh, đương nhiên nó là dạng Json thì tôi sẽ chấm Json uh, ha. Rồi sau đó mình sẽ hiển thị cái lỗi ha thì anh chị em mình muốn hiển thị cái lỗi gì đây thì các bạn hiển lợi hiển thị với tôi có biết đâu ạ à. nó vui thôi ha đó thì cái cái lỗi này các bạn sẽ à, xử lý bằng cách nào đó mình à, à, sẽ gọi cái quăng ra cái lỗi gì đó thì tùy mỗi người ha được chưa nè thì cái này cái chuyện mà quăng lỗi là chuyện của mỗi người nha rồi sau rau ra một cái cái lỗi gì đó thì các bạn sẽ à, tính sau rồi thì à, mình sẽ có cái chuyện mà canh chỉnh là tính sau còn trường hợp mà ok rồi thì ta sẽ trả về cái nếu mà à, nếu mà à, trong này mà nó ok tức là tôi sẽ return về cái response của tôi chấm um, session ha đó là trường hợp nó có response trả về lỡ may mà đang trong quá trình này nó phát lên mà nó báo lỗi thì các bạn sẽ có một cái cái thằng thằng khác nữa đúng không ạ đấy có một cái thằng khác nữa ta sẽ có cái phần về về case các bạn ha à, case Cách dùm cho tôi một tí xíu à thì đối với thằng kết của mình thì nó sẽ có báo lỗi là chắc chắn rồi dạ. thì các bạn sẽ error dùm tôi một cái à, xử lý cái gì đó các bạn tự xử lý nha bây giờ tôi cũng chả biết luôn à thì tôi nó vui như vậy ha thì à, các bạn sẽ alert hay gì các bạn có thể dùng cái switch alert gì lên cũng được ha à, alert cái gì đây thì các bạn có thể là error uh, chấm message gì đó ha à, error chấm message rồi rồi đó là một chuyện ha À, trường hợp sau khi mà nó đã trả về cái response này xong rồi thì từ quan trọng nhất sau khi mình đã format cái JSON này xong rồi thì thực ra tôi chỉ cần các bạn thấy cái 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 approve về gì sau á là nó chỉ cần cái ID thôi cái, à thì tôi chỉ cần cái order ID thôi vậy thì tôi sẽ lấy cái order này ha và ứng với order này à, thì tôi chỉ cần lấy cái thông số tôi chỉ quan tâm là cái trả về cho tôi dùng cái order à, ID thôi là đủ rồi ha rồi ok uhm. Được chưa nè Thì đây là một số cái ha à, Một số cái để mình làm cho nó đẹp ha Thì tự nhiên tôi sẽ định nghĩa ra cái Rea mình uh, order ha Chứ không là không có là mất công à, Tiếp theo uh, Approve của mình Thì nó sẽ có cái phần về data à, Đôi lúc thì các bạn sẽ gắn thêm dùng cái action Còn không có thì các bạn cũng không cần Phải uh, gắn thêm cũng được ha Thì đó là cũng cái thông thông số của mình Thì ở đây mình sẽ gọi gì Mình sẽ phát cho Mình chắc là mình cũng gọi lên tới cái controller là cạc luôn ha mình sẽ có cái controller cạc luôn để mình mình làm ha vậy ừ. ta sẽ định nghĩa trong cái controller và cạc luôn các bạn ha capture paper order thì các bạn sẽ gửi lên cái nó cái gì à thực ra thì cái paper order này nó cũng đã À, đã có rồi ha thì mình sẽ truyền vô cho mình dạng get hay là dạng bot gì đây cũng được tùy ha thì thực ra là cái order id của mình á thì mình cũng đã có là uh, data order id là đúng cái nội dung rồi ha và quan trọng là mình nhận về cái gì ha à, cái này xong này mình nhận về ha. À, ôi dưới này nó, nó cho sẵn cho mình respond chấm json ok good rồi ha à, rút rồi à, tuy nhiên á, thì nếu mà đúng chính xác á, thì các bạn nhớ mình bắt ha response chấm rồi ha thì mình bắt giùm tôi cái coi thử là cái uh, đen đi uh, detail trên session complete gì đây ôi trời ơi uh, ok thì ta sẽ có hai cái địa chỉ ha uh, à, mấy ông này ông có thích đen thôi chứ không có cast ha tôi nhắc lại đấy tôi có copy thôi các bạn rồi cái cái các bạn có thể mình gàn quăng ra thêm vô cái error message giùm tôi cái chỗ này ha rồi uhm. Rồi trường hợp mà nó sẽ trả về cho mình Ok rồi ha bay nem ghi Given nem Gì đây thì cái đó Các bạn cứ Hết sức thoải mái nha Thì thật ra thì Cả đây tôi sẽ kiểm tra Dùm cho tôi uh, uh, Mình sẽ hiển thị ra Cái thông tin Nha Cái thông tin của mình Ví dụ như là Phải gắn vô Một tí xíu ha Lúc nào nó cũng có ok hết Thì tôi cũng rất là muốn Là muốn kiểm tra Coi thử có, có ok hay chưa Dạ yeah. à, Kiểm tra dùm thử ha Dạ yeah. Kiểm tra dùm thử Dùm tôi có cái ok này hay chưa nếu mà cái cái detail của mình à cái ok này thì rồi ok ok tôi hiểu rồi đây thì các bạn kiểm tra trên này ha kiểm tra trên này giùm tôi một tí xíu yeah, giống y chang hồi nãy các bạn à, à, giống y chang hồi nãy ha rồi thì các bạn sẽ phải kiểm tra giùm tôi một tí ha chỗ này đấy cái đầu tiên khi mà cái kết quả trả về của mình À, mình sẽ à, kiểm tra dùm tôi một tí xíu là có ok không Nếu không có ok thì à, tôi sẽ uh, quăng ra cái uh, lỗi ha Nếu có ok rồi thì tôi sẽ return thân về cái json uh, đúng không ạ à? uh, quăng ra dùm tôi cái json ha dạ yeah. à, thật ra thì thật ra tới chỗ này thì các bạn đủ rồi Nếu đã ok rồi thì thì được rồi mình không cần phải à uh, làm đẹp làm xinh làm gì chỗ này nữa ha hết sức thoải mái chỗ này thì anh chị em mình có thể ờ ừ, hiển thị ra được cái à, đó nếu mà không ok thì nên hiển thị phần này ha thì các bạn sẽ hiển thị tiếp dùm tôi một cái là trên à, um, session này ha thì các bạn đó cũng được hoặc là các bạn có thể mình sẽ À, ví dụ như thì một có người thì thích là hiển thị ra cái pop up à, có người thì thích là redirect ha thì các bạn cũng có thể mình redirect dùm tôi một cái là à, ở đây mình đổi cái url ha đổi cái URL ví dụ như là window location href đúng không ạ à? .href dùm tôi một cái bằng à, thì ở đây mình sẽ xịt là kẹt chẳng hạn ha mình sẽ chia làm hai cái thông số thì hôm trước mình sẽ có cái thông số là thành công là sạch đúng không ạ? Rồi để mình kiểm tra lại ha. Tôi nhớ là mình đã có cái phần về thành công và sạch ha. Còn... Ok, thì cái phần à, cái phần về Fonten thì tôi các bạn đã add vô được cái hai cái hàm quan trọng là reorder và à, tạo để mình approve tức là mình lưu cái order này vô trong cái database nhà mình rồi ha. Vậy thì bây giờ mình trở lại trong cái phần về à, cái controller để mình viết ha thì tôi cũng có gợi ý là tôi sẽ để trong cái controller là kè ha thì cái hàm đầu tiên đó là create order babel à, anh chị em mình xài cái tên này thực ra là mình để thôi cho nó gọi là diem Ramly thôi chứ mà mình không thể nào mình đặt cái tên mà nó có cái tên dấu dấu trừ ở chỗ này được ha rồi thì tôi sẽ thiết kế cho cái phần revision này cho nó dễ ha Nên gom nhóm lại là bộ bay mình ha bộ bay mình rồi and and revision ha rồi à, tiếp theo thì chắc là bay mình thì anh chị em mình biết rồi thì mình phải có authorize bắt buộc phải đăng nhập dạ hồi nãy mình sẽ gửi lên lên là, là gửi lên dạng bot đúng không ạ à? vậy thì tôi sẽ phải có là tôi phải định nghĩa nó là cái method của mình là http là là bot ha và tôi sẽ à, định nghĩa cái url à, cái URL của mình giống như trên dài ha để chơi gõ cho nó đúng uh, public action result action result ha này, cái hàm của tôi là uh, reable uh, order ok rồi và uh, cancel token rồi cái này thì uh, trong cái vấn đề thanh toán thì nó hay có cái vấn đề có cái uh, uh, cancellation token ha ok vậy thì mình làm cái gì bây giờ thì đầu tiên thì anh chị em mình phải tính chứ. À, thì bây giờ mình làm đơn giản để mình demo ha, xin phép để mình demo ha. Thì tôi sẽ tạo cái thông tin đơn hàng để tôi gửi qua. Thì tôi gửi qua bên kia là làm cái gì? Tức là, là tôi nói nôm na là à, th thông tin của đơn hàng gửi qua PayPal à. Gửi qua PayPal à. thì mình gửi cái gì? Ở trong cái cái uh, payment client của mình nè khi mà re á thì các bạn sẽ trở lại cái hàm re của mình sẽ có mấy tham số có value này có currency và cái reference ha đấy vậy thì tôi sẽ cũng có một số cái thông số như vậy ví dụ như là tổng tiền tổng tiền của tôi thì tôi tính tổng trong cái tham số về cà ha thì đương nhiên thì mình cũng phải làm cái chuyện là Ê, nó, cái này mà nó không có uh, cạc mà nó rỗng thì cũng không nên cho vô trong này ha thì mình bấm cái nút check out Bible ở ở trang check out mà là nó đã mình đã kiểm tra cái chuyện đó rồi ha rồi thì tôi sẽ tính sum cho cái cột là à, thành tiền ha sum cho cái cột là thành tiền bởi vì mình chuyển qua kia thì mình chuyển toàn bộ là chuỗi hết nên đó tôi sẽ chấm ha rồi thứ hai là à, ta sẽ làm gì à đơn vị tiền tệ ha đơn vị tiền tệ của mình currency của mình là USD ha rồi nhưng nhiên nó chỉ support một số thôi và cái thứ ba người ta gọi là à, mã đơn hàng tham chiếu ha mã đơn hàng tham chiếu à, tôi đặt cái tên gì reference order id mà rồi thì uh, giờ tạm thời chưa biết thì thôi thì tôi dùng cái chữ đơn hàng cộng với uh, một số cái tham số chứ bây giờ um, tôi cho random để ha còn cái cơ chế nó sinh như thế nào thì thì mình tính sau à, uh, detail chấm nào chấm và anh chị em mình tôi truyền ha rồi chưa có chấm tiết mà tôi phải chấm tiết cái để tôi lấy cái cái con số cho nó đẹp tiết ok rồi, chị tiếp theo các anh chị em ha. Thì mình đã có rồi thì bây giờ mình sẽ gọi ha. Mình sẽ gọi thì trong quá trình gọi thì có thể mình sẽ bị báo lỗi do đó thì, thì mình sẽ có một số cái exception ha. Rồi, à. À, mình sẽ gọi cái gì? Thì anh chị em mình sẽ gọi cái 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 phần về payment của mình ha. Đó là mình sẽ create cái payment của mình và response của tôi sẽ mà thì uh, always ha mà always thì cái trên đây các bạn thấy là away thì axin mà axin thì các bạn phải gắn thêm cho chữ chữ task để bao bọc ha. À, để mình mà bao bọc cái cái phần này. Đó thì mình đã biết được cái cái khái niệm về bất đồng bộ rồi, là cái bộ ba luôn ha. À axin, task và away. Away cái gì thì các bạn sẽ có cái phần về bay mình client và anh chị em mình làm cái gì? Mình sẽ gọi cái hàm là create order, đúng không ạ? Mình truyền cho tham số đầu tiên cái value chính là cái cột tổng tiền, currency là đơn vị tiền tệ đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa đó là cái gì? À cái mã đơn hàng tham chiếu đúng không ạ? À? Rồi tôi sẽ truyền như vậy. Rồi, yeah. sử xong thì tôi sẽ trả về. À nhắn lại ha thì cái này là ta ta đang theo, theo hướng đó là mình không có cài cái 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 cái, cái NuGet mà PayPal, mình gọi trực tiếp sử dụng API và kết hợp với fonten thôi ha. À, thì tôi sẽ return về ok để cho coi như cái ông này là dạng uh, API ha. API viết trong controller MVC. Rồi nếu mà trường hợp nó báo lỗi thì tôi các bạn cũng có thể mình sẽ à, mới một cái lỗi sẽ và bằng à, giờ chẳng biết cái gì nha chấm e. get uh, where you go know? e uh. à, chứ nhỉ cứ e ngoài à, uh, rồi chấm uh, uh, e message đi ha uh, chấm message mở ngoặc đóng ngoặc chứ mở ngoặc đóng ngoặc rồi xong chấm message ha rồi ok vậy thì cũng được cũng được rồi ha và tôi sẽ return về à, nếu cái này mà nó báo lỗi thì về API thì các bạn có một số cái từ khóa là best request ha rồi thì tôi đã có được cái thêm thành phần như vậy à, tiếp theo anh chị em tiếp theo thì tôi cũng có thể mình sẽ làm đương nhiên thì còn mình làm gì nữa sau ha mình cố gắng mình làm đơn giản nhất có thể à, tiếp theo thì anh chị em mình biết rồi thì mình sẽ còn thêm một cái phương thức để mình capture cái order ha mình sẽ capture cái order thì à, ở dưới này mình sẽ capture cái order đây ha capture bayboy và các bạn thấy nó có truyền vô là cái uh, order id ha thì ra thì các bạn thấy thấy nè à tôi sẽ phần về uh, capture babel order và truyền vô cái order id ha vậy thì tham số ở chỗ này thì mình sẽ truyền vô là đài, đài cái đường link của mình đây ha và tôi sẽ định nghĩa và mình cũng cũng hiểu luôn à thôi thì mình dùng cái phần về action task uh, action sao ha action resize và của mình là uh, capture order ha, ừ. rồi tôi sẽ chuyển hai tham số thì hồi nãy tôi có thấy có một cái tham số chính là cái cái gì ạ, cái tham số này chính là cái order id ha, tham số này là cái order id, vậy thì ở bên này tôi sẽ cũng phải chuyển vô một cái order id ha và khi mình chuyển vậy thì thường nó là số thôi và một cũng không quên cái phần về cancel uh, token, rồi thì nhiệm vụ của mình làm cái gì à capture để mới lưu vô nha cái hồi nãy mới tạo cái đơn hàng thôi chứ cũng chưa có lưu và cũng đơn giản như vậy thì mình cũng có try và và catch dùng tôi cái ha nó, try và và catch ha rồi exception ex ha rồi thì tôi các bạn sẽ thấy về try cái gì thì tôi các bạn sẽ làm một số thao thao tác nha và response của tôi tôi sẽ quay cái phần về à, gạch dưới babel client và tôi sẽ gọi cái hàm là capture ha capture cái order và hàm capture này chuyện order id chính là cái order id nhà mình đây ha mình gửi lên sao thì mình lấy lại vậy ha rồi được chưa nè rồi tới đó đủ rồi chứ còn cái khúc giữa này mình sẽ còn nhiều thứ ha tức là ê nó mà lưu được cái thanh toán thành công rồi thì tôi sẽ phải lưu database cái đơn hàng của mình ha giống như cái cách thanh toán cod thôi đơn hàng à, của mình rồi à, ok ha rồi thì tạm thời như vậy thì tôi sẽ return về Uh, ok respond được rồi ha uh, trường hợp tiếp theo uh, nếu mà nó báo lỗi thì cũng tương tự ha thì tôi cũng uh, lấy trả về cái phần về uh, best request các bạn ha dạ hơi lùi chút xíu tôi copy cho nó lẹ rồi uh, được chưa nè uh, vậy thì uh, tôi các bạn sẽ sẽ thấy cái quy trình um, tới chỗ này uh, tới chỗ này một tí uh, rồi để tí xíu mình sẽ làm ha À, xin phép coi cái phần về check out à, cái phần về check out thì có cái okay. à, service service check out ở à đây thì các bạn thể thấy ha, uh, uh, integrate bubble check out của mình là howisword này ha, thì tôi mượn cái địa chỉ này để tôi xem cho các bạn thấy ha, thì ở buyer, buyer tức là người mua ha, đấy, thì ở trên cái server của mình nè tài khoản người bán của mình đẩy lên ha, tài khoản của người bán tức là cái server của mình, á merge uh, server của mình, thì ta nó đã generate nó nhúng cái 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 cái, cái gì quên mất tiêu rồi Dạ, cái PayPal đúng không ạ? Cái PayPal GS uh, SDK nè. À để ta generate display được cái PayPal button rồi. Thì uh, buyer uh, tức là người mua bấm vô cái nút này. Thì bấm vô nút này thì uh, cái bộ PayPal GS hồi nãy của mình á, mình sẽ re cái order trước, re cái order về và uh, kết quả của mình. Để re cái order thì mình sẽ phải gọi quên cái PayPal API Xịt yeah. V2 check out order gì đó ha thì nó sẽ trả về status của mình là order created ha à, tí xíu thì mình demo từng step by step nó sẽ làm ha rồi thì ở trong này quan trọng nhất là cái order id à từ cái order id này mình sẽ gọi tiếp theo cái uh, nó sẽ hiển thị ra một cái cái paper check out một cái cửa sổ một cái box um, cái box up uh, để hiển thị ra để verify cái tài khoản của người mua à, thì buyer sẽ tự động nhập vô thông tin về username password để nhập vô ha Đấy, thì nếu mà lần sau mà mình còn đăng nhập tức là còn cái session đăng nhập thì mình không cần phải làm cái bước là uh, nhập cái username, password này ha rồi thì lúc đó sau khi nhập username, password rồi mới tới cái bước là approve ha approve đó thì ta mới gọi là capture cái order uh, gọi gọi API ha đây thì nó có API này check out order order ID capture ha rồi thì đây là cái sơ đồ ha anh chị em mình có thể mình coi lại ha thì đây là một số cái mà mình cũng đã À, đã biết một số uhm, để mình gọi ha thì đây hồi nãy cái API đã mất rồi à, cái capture F12 lên coi đấy thì mình có gọi ha check out này đấy, order này à, order ID này capture ha và tương tự với cái thằng là cái thằng mà re cái order cũng vậy ha check out order ha thì anh chị em mình thấy cái sơ đồ này rất là rõ ha anh chị em mình có thể coi lại để mình rõ thì bây giờ tôi các bạn sẽ demo nha demo uhm. Rồi tôi sẽ bấm chạy để cái phần demo ha. Để cái phần demo này thì các bạn có thể sử dụng cái tài khoản dạng sandbox hay các bạn ha. Và tôi sẽ xài xài cái tài khoản uh, là gọi là personal đi ha để mình mua. Dạ. Yeah. Tôi sẽ coi thử cái tài khoản personal này của mình nó như thế nào. Thì anh chị em mình để ý tài khoản personal của tôi hiện nay còn 96.363 đô ha đương nhiên cái này tài khoản dùng để sandbox để, để test do đó thì mình mình sẽ chỉnh sửa thoải mái giờ tôi các bạn sẽ sẽ mua ha trời tôi mua cái sản phẩm này một đô anh tên mới sửa kỳ quá rồi 22 đô đi ha à, đưa vào giỏ hàng rồi tôi làm cho nó nhanh để các bạn kiểm tra ha à, các bạn cũng đăng nhập thì đây theo cái luồng cũ à, trong cái phần về check out ha rồi à, enter một cái để cho nó vô thì mình đã có được rồi để này mình có cái nút là bay bồ rồi ha có cái nút là bay bồ rồi thì chị em mình sẽ sử dụng thêm dạ yeah, đương nhiên là À, đáng lý là mình khi bấm cái nút này thì mình phải kiểm tra thêm một tí xíu ha kiểm tra coi thử là mình đã thanh toán với cái gì ha à, để mình gọi cho nó đúng à, vân vân thì ở đây mình mới đơn giản là mình đề mua cho các bạn cái đã dạ yeah. đấy thì các bạn thấy rất là rõ nó tạo nó tạo cái dây rồi nó chạy ra cái thằng về à, cái màn hình này bóp up đúng không ạ à? bấm cái nút thì nó sẽ chạy ra màn hình bóp up nhưng thật ra thì các bạn tôi đang để đi bớt á các bạn thấy là nó sẽ vô là cái gì đây nó sẽ vô tạo cái order trước ha thì tôi sẽ f10 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 ha thì tôi sẽ tạo cái order ha. Dạ, F10 luôn nó tự chạy còn bạn nào rảnh rỗi. À đây tôi có để à, cái tham số trong này ha, authenticate để là để mà nó sẽ authenticate cái phần về user cho mình ha. À, thì ở đây à, nó đã authenticate xong rồi thì nó sẽ trả về cho mình cái cái response ha. này là cái đây, authenticate status 201 là ok rồi, created rồi. Tức là tôi à, tôi đã verify được cái app ID app xong rồi ha. Rồi à, tôi ép 5 tiếp đi ha à, cho nó chạy cho nó lẹ thì cái bước tiếp theo thì hồi nãy tôi có nói các bạn đó là cái bước mình phải nhập username password ở đây sb2909 ha ừ. rồi thì các bạn thấy là sb2909 đây ha của tôi đây là đang là sáu uh, 96.363 ha rồi thì tôi bấm uh, login một cái ha thì bấm login một cái thì nó sẽ chạy ra tới cái màn hình này đó, à, uh, có 22 đô, Ủa, chọn cái 22 đô, ok, rồi, à, tôi sẽ bấm không uh, complete, ha, thì nó sẽ chạy tới nó đang chờ tôi á đây nó sẽ chạy tới cái phần là capture payable ha thì tới này nó mới lưu nè, mới trừ tiền nè ha f10 ha thì mình chạy thêm một tí xíu nó thuê đã thì nó sẽ trả về cho mình tùy cái điều kiện mà nó trả về ha thì đây đã complete là xong rồi đó ha thì đó mình trừ rồi thì nếu mà đã xong rồi không có báo lỗi rồi thì mình sẽ xử lý luôn database của mình đơn hàng cho mình ở trong này ha dạ yeah. thì từ từ mình sẽ làm sau chỗ này rồi từ f5 tí xíu nó sẽ chạy ha thì các bạn coi lại cái màn hình thì uh, ok à mình nếu mà thành công mình trả về cạc success xét à, tức là hồi nãy cái phần về check out của mình đây nè à, mình chạy về check cạc xét thì mình phải chỉnh sửa dùm tôi cái cạc success xét ha đấy à, thì bữa trước là mình xong rồi thì mình chỉnh là success xét thôi chứ không có cái 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 phần về cạc success xét cho đó ok để tôi làm lại thêm một tí ha dễ mà ừ, và cũng tương tự hồi nãy nó trừ 22 đô mình thử ha trừ 22 giờ 63 trừ 22 còn 41 tôi refresh lại cái 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 cao này thử coi thử nó nó đúng vậy không ha vì tôi thấy là nó có trừ đây nó đã trừ cho mình rồi ha à, 41 đô là nó đã đã trừ cái tài khoản xem này đã bị trừ um, ok bắt trở lại thì để cho nó hoàn chỉnh của mình thì mình có thể um, Đừng nghĩ nghĩa vô ha và đương nhiên là cũng authorize uh, authorize uh, luôn ha à, uh, public hay vì sao ha à, bay mình sạch đi à. rồi à, thì ví dụ vậy ha à, bay mình sạch xét để cho nó dễ rồi à, thì tôi muốn return cái view và cái view hôm trước của mình là sạch xét ha rồi mình có sẽ chỉnh sửa ta sẽ có cái video về chỉnh sửa cái phần này sau vậy thì lúc đó mình sẽ là xịt cái bay mình sạch xét nha nha yeah. Rồi. và tương tự là mình cũng có là fail ha à, mình cũng nên làm ha thì mình sẽ làm trước cái phần về sơ xét trước Rồi, tôi mua cái anh 1001 đi cho nó hấp dẫn ha à tôi bấm đưa vào giỏ hàng rồi à tôi check out ha thì bây giờ mình làm cũng mình cũng biết rồi ha à, mình check out luôn à, mình bấm đặt hàng bằng paypal luôn ha đặt trực tiếp ha dạ cái các thao tác khác bây giờ mình chạy được rồi thì bấm f năm luôn cho nó chạy cái ảo luôn ha thì tới cái việc này là nó chạy luôn các bạn tự vì mình đã đăng nhập rồi đúng không ạ à? mình đã đăng nhập rồi nè thấy không nó tự vô luôn ngàn lẻ một nè ha dạ yeah. customer viết là cái cái tên là cao của mình ha mình bấm complete luôn để nó chạy ha và nó sẽ trả về cho mình, này cái phần về cho thì ở đây mình mạnh dạng luôn, mình F5 luôn, à, thì nó sẽ chạy xong rồi thì nó sẽ trả về cho mình cái màn hình sơ xét ha, à, đây đây là cái màn hình sơ hôm trước này, kẹt bây mình xét xếp, thế là xong mình đã integrate xong rồi ha, thì anh chị em nào à, tốt hơn nữa thì anh chị em mình sẽ làm cái thao tác là mình sẽ lưu vô trong giỏ hàng ha, tới cái bước này là mình sẽ lưu trong cái giỏ hàng được chưa nào? Uhm được không? mình sẽ lưu trong cái giỏ hàng của mình ha. thì các bạn uh, bằng cách là mình clone mà nếu mà không clone thì các bạn sẽ phục vụ lại cái mục đích của mình ở trên này ha để mình lưu cho nó nó, nó đủ ha. Dạ, nếu anh chị em nào clone tức là mình sẽ cũng tạo cái đơn hàng mới vậy nè ha tạo cái đơn hàng mới cái hóa đơn là như thế nào ha Đó, thì anh chị em mình cứ làm thoải mái ha rồi tức là mình lặp lại cái bước này. Rồi, ok. Vậy thì tôi đã giúp cho các bạn cái cách mà đã làm việc với cái Babel, à, bằng cách gọi API và à, gọi API trực tiếp của Babylon à, và kết hợp với cái JavaScript SDK à, chứ không xài cái Nuget Babylon ha. Và có điều kiện thì tôi sẽ làm về cái Nuget à, Babylon sau, cũng như là làm thêm một số cái công cụ thanh toán khác. Ha. Xin chào và hẹn gặp lại.